Ôi trời ơi, ghê mày. Ok, chào mừng các bạn trên channel của Omega TFT. Thì do cái sau cái video mà về cái cô bé Khải ở lần trước á, cho đến bây giờ mình mới quay được là cái lý do là do cái dưa cái cơ của mình á nó gặp cái vấn đề á, cho nên đến bây giờ nó mới cho cái như mình cũng mới cho phép mình quay tiếp video. Chứ thời gian trước đó mình không quay được. Tại á một hồi á là do YouTube nó kiểu như nó cơ mình nó gặp vấn đề á, cho nên gặp bây giờ mới quay được. Cái lý do nữa là do cái thời gian mà mình học đồ á nó cũng nhiều lắm, nó cũng không có thời gian để quay cho các bạn xem, cho nên đó là mình phải đến tận bây giờ mới quay được các bạn. Hết không thì nữa, bây giờ mình sẽ vô thẳng cái vấn đề chính luôn. Hôm nay mình quay. Oh dude, you're drinking cum powder? Oh! Hôm nay á là mình tính kiếm một cái con game á mà cứ nhớ liên quan đến cái trò kiểu như một cái trò tên là Squid Game, trò con bậc á, cái bộ phim kiểu như phim sinh tồn bên hình như bên Hàn Quốc á, một phim sinh tồn mà kiểu như ai mà thua cuộc á sẽ bị ăn một viên kẹo đồng á. Ý ở đây á viên đạn á, ăn đạn á. Đấy thì mình thấy cái bộ phim này nói chung á là cũng như đúng, nói chung mình chưa có coi, nhưng mà cái phim này nói chung là kiếm như sau cái chiếu trên Netflix á, là kiểu như nó có nhiều người xem, kiểu như là nó có thành kiểu như một giống như một cái trend về phim điện ảnh đâu á, phim sinh tồn á. Tại vì trong đó có những cái trò chơi là kiểu như là sau đó thành một cái trend kiểu như là làm rồi, ví dụ như là cái trò mà kiểu như là cái trò đầu tiên kiểu như là có một con búp bê rồi quay lại đây là thấy cái đứa nè. Hello. Phải cả lo. Mẹ này cho ăn cho tôi biết là đi cho đến khi mà đi được cái vạch đến á là thắng. Tại vì cái trò có cái trò tắt kẹo nữa, tắt kẹo cái đó thấy nó khá hấp dẫn á, kiểu như là cho nhiều hình dạng khác nhau, xong nữa kêu như là cái như là người giám sát là kêu mình á là tắt cái phần kiểu như là phần bánh đa ra mà hình dạng là theo chỉ định á, kiểu như trong cái bánh đó rồi là có hình ngôi sao, là cái người chơi phải tắt sao ra là hình ngôi sao, kiểu như là, nếu mà để dạy cái thì cũng bị auto hết sọt này. Mày thấy cái này là gì không, trúng không mày? Đấy. Sau đó là còn nhiều trò nữa mà mình thấy cái mình khá thích là cái trò tắt kẹo á. Đấy. Thì do thì mình nghĩ là cái trên cái phim điện ảnh về cái series này là vẫn còn khá là hot nên cho nên mình tính quay về nó luôn. Là vì mình sẽ quay về game chứ không phải về phim đâu. Tại kiếm như kênh mình á, mình kiểu như là chưa bao giờ làm cái video nào mà review phim là mình chỉ lấy cái giọng thật đâu, không có lấy cái giọng mà cái giọng mà chị con gồ. Ok, xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ review bộ phim có tên là cái gì mẹ cuộc đời. Đấy, cho nên là mình làm cái như thử thách đồ, nói chung cũng tạo ra xin và chào đồ á, thế là mình làm về game đồ á. Ok, còn về game á là hôm nay mình sẽ làm một cái trò chơi cũng là Squid Game luôn, mình tra trên mạng, mình tra là trên Sạc Play, thì mình không biết là nó có ra mấy cái tựa game mà nó hãm như cái trò mà Call of Duty Free Fire cái gì đó, cái lần chúng mình quay á thì mình chơi cái trò đó xong mình trầm cảm với con game đó luôn. Thề tại vì mấy con game kiếm như là sao kiếm như mấy con game quảng cáo trên nếu tôi một các bạn đang xem thì nhìn nó quảng cáo cái là thì đã đây vậy nó chơi mà nhìn nó còn mình thấy cay luôn á, cay kiếm như thu thúc người xem mà kiếm như phải bước vô cái xe mình lên và tải con game để về trải nghiệm. Easy. Tính là vô cái xe vào đây mình thử tải một con game và Switch game về chơi thử coi, thì mình thử kiểu như trải nghiệm cái trò Switch game như ở trong thế giới game nha.
Để rối là cái Switch game là trò chơi trong thế giới game là chúng ta cái gì chơi trong game á, chứ phải là cái như đang ngồi đời là xong rồi có cái thằng ở đó kiếm là đưa một cái thỏa thuận kiểu như là hãy mà giành được chiến thắng là nhận được phần thưởng tiền đồ á. Nhưng cái này là mình đã bước vô trong game mình chơi chứ phải ra ngoài đời. Đấy rồi cà phê mình không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu vào sáng và đây mình kiếm cái trò nào về Switch game cho mình xem nha. Mình mong đừng mò ra mấy con game mà nó hãm lờ nữa giống như cái con game mình trước mình chơi. Rồi ok. Thì như lần trước á thì các bạn nào thấy video này hay á thì hãy làm như hành động rất chi là quen thuộc là like, comment phía dưới phần bình luận và subscribe kênh, đồng thời ấn chuông bên cạnh để nhận thêm thông báo mới nhất về video của mình nha. Thì còn một cái tin nữa là mình muốn nói các bạn mà không biết bây giờ có nơi chúng ta là cái hiện tại là cái game mà cái kênh thứ hai kênh mà game mà thì sửa chu ra của mình á. Thì mình sẽ nghĩ là bây giờ mình sẽ bắt đầu làm về chủ đề mới và còn về cũng là trò chơi luôn, nhưng mà con game khác sẽ phải cái trò mà Jurassic World đâu là trò bắn súng. Nhưng mà mình nói bắn súng ở đây không các bạn đừng nhầm tưởng đó là lửa chuông rất xài lại đó các bạn luôn. Nhưng mà mình là người đang chơi à, thế là em cũng khá là nghiện cái trò này á. Rồi ok, mình không nói thì dài dòng nữa, mình sẽ bắt đầu lên xe play và kiếm cái trò mà Switch game á, để xem cái những cái trò mà cái như làm từ phim Switch game như thế nào nha. Ok, mình muốn các bạn anh đi theo mình nè. Ok, giờ mình đã bắt đầu bước vô cái xe play, mình thử gõ để tìm thử cái Switch game cho mình xem nha. Đây mình đã thử vô cái ok what the fuck, cái game đầu tiên là cái Switch game 3D nhưng mà cái cảnh nó rất chi là ầm ầm ú. Đây nè cho các bạn xem, đấy cái game rất chi là ầm ầm ú. Đây cái tạo hình nữa bay luôn, mình xem 3 sao đánh giá số như 3 sao nó khá là thấp, nhưng mà trong khi đó khi mình lướt xuống này lại rồi đóng ngay mình là đánh giá 5 sao à, cho đến cái này nè, trò chơi này đang đến sân tôi đang đi tự nhiên anh tôi cái thì ghi mà kiểu mình không đọc được đâu, chắc mình viết kiểu bản tiếng Anh đồ á. Ok thôi thế lúng à, không có phải đánh giá đâu hết. Mà như đâu biết trò nào về Switch game trong đây là được bị đánh giá là từ dưới 4 sao không ba, đa phần dưới 4 sao không ba. Đây đóng như cái game đầu tiên đó thì xuống đây là ngoài trừ cái con game mà Switch cái này chắc là trên đến cái phong điện thoại đó. Mà đa phần là dưới 4 sao không à. Rồi mình thử vô cái một cái con game là The Switch Game Survival Challenge thử coi xem. Nó có cái trò mà búp bê luôn nè, búp bê con bật luôn nè. Đó này là mình chơi gì mình cũng không biết nữa. Với lại nói trò mà kiểu như là kéo con mà kiểu như là ai mà kéo được cho bên đó rớt xuống chết hết á là lúc đội bên đó thắng. À đây nè có trò tách kẹo nữa nè, chính chu phết. Khá là tò mò về cách chơi của này nè, thấy khá là tò mò mình thử coi. Tôi khuyên một câu rằng đừng tải, rất là nhàm chán, chơi hết có mấy trò rồi chơi lại từ đầu nhưng mà không thú vị tí nào cả. Tôi rất thất vọng khi tôi chơi trò này và ứng dụng này đừng nên tải. Cái lúc đi xe khó quái ra nên cho một sao, xóa game đi, game chơi vừa khó mà còn bị lỗi nữa. Thử cái tiêu cực phải cáo nhiều vào là chơi game quá lắc tích cực lắm lắm mà rất hay và tuyệt.
Do các bạn không biết cách chơi đừng có tải về mà chơi, cũng khá là hay. Điện thoại game bị lỗi là do điện thoại các bạn hơi yếu đấy nhé. Game như con một sao thôi, khó chơi cỡ. Khi em không công bằng chỉ bắt tôi với ông kia, còn mấy người kia lúc đèn đỏ thì không bắt, lúc tôi thử đi thì bị bắt. Phải bài này khi chơi xong mắt lé mắt nên tôi cho một sao, trong khi đó nó đánh giá 3 sao. Cứ what the fuck, bye bye. Không biết máy bị lỗi hay gì mà chơi tới vòng 6 là nó không đánh được thằng kia. Nói tới là thấy tức rồi. Một sao, báo cáo quá nhiều một sao thôi. Rất hay và tuyệt. À này, tốt phết. 3.4 sao mình thấy cũng khá là thấp mà cũng có nhiều người đánh giá 5 sao nha. Thôi, nhưng mà mình không không phải là kiểu như mấy cái bình luận này là làm rung động mình, là kiểu như là từ bỏ tải con game này chơi đâu. Ảo chờ quá xe, ảo chờ. Xe bằng cứ tải nha. Đây. A few moments later. Ok. Sau bao nhiêu thời gian rồi cuối cùng nó cũng tải được rồi. Tải được rồi. Ok, mình sẽ bắt đầu vô chơi nha. Ok, giờ mình bắt đầu vào là trong cái con game Switch Survival. Bao giờ nó kêu mình bắt nó chơi rồi nè. Bỏ lên nhận nó bắt thư. What the, cái gì vậy ta? Chưa hiểu nhờ. What the, cái gì vậy? Two hours later. Ok, mình vào lại rồi nha. Ê, tại nó bị lỗi mà không hiểu sao luôn á. Mình hiểu cách chơi của cái trò này rồi. Tức là chúng ta sẽ giữ để cho chiếc xe nên chạy, hoặc là chúng ta thả ra để nó sẽ dừng lại. À, mình hiểu cách chơi đó rồi, hiểu rồi. Dừng lại. Đi. Thì ra cách chơi đó là vậy. Không giữ lưng ra. Oh! Ew! What the fuck? Cái gì vậy? Ê, tính ra nếu mình lên ga là nó thải khí CO2 vô trong đó là toàn bộ chết hết luôn á. Ủa không vậy? À,
mình hiểu ra, mình hiểu ý khí đó, khí là cái khí gây mê á các bạn ạ. Kiểu như cho người chơi đó, nó không biết là mình đang đi tới đâu á. Tại vì mình chưa có xem phim ấy, nên mình là không biết cái tính thức mà chuyên chở người chơi tới mà cái hòn đá hay cái chỗ nào đó để chơi. Và mình sẽ chơi cái trò như đặc trưng nhất của trò này nha. Ôi trời ơi, dễ mấy. What the? Chơi lại. Tục chơi. Mình thấy đến nào á, mặt tự động á, chúng ta cứ như là bắn nó. What? Tính là mình không thấy mình nó tự động gì hết luôn á các bạn à. Thiệt luôn. Chắc trở vào tròn thôi. Rồi xong. Quả là một tròn nha các bạn. Hơn á các bạn, hơn quá. Tiếp ngày 2 nào, ngày 2. À cái đoàn kéo co này. Sao rồi ta? Chưa hiểu nha. Ngày thứ 5 rồi. Gì vậy? Chọn nữa. Thank you.
Không. Hai chồng có số cho bạn à. Chọn số 3 đi. Ok. Easy nha. Hình như cái màu kính á, nếu mà kiểu như nó gần trong á thì khi cái kính đó nó không có chịu được tốt mà nó sẽ bẻ khi nếu mà mình đứng trên đó, còn cái kính nào mà nó hơi đục đục quá thì kính đó là kính cường lực cho nên nó không bẻ. Thì cực kỳ thuyết phục. Khá easy nha. Thì xấu rồi. Chơi nha. Làm gì mình bỏ cuộc sống cho được. Làm gì mình bỏ cuộc sống. Tiếp tục nè. Đẩy nghiêm đối phương ra khỏi vạch trắng là thắng hay sao các bạn ạ? À? Nó chưa rõ. Tại mình chưa coi phim á nên mình vẫn còn khá là mập mờ về cái cách chơi trong đây nè. Nhiều mình có kinh nghiệm mà cái pha ban đầu nãy mình chết nó thấy hơi kỳ mấy trò hãm này dạ nha. Trời ơi, họ tam giác đi. Xong hoàn thành. Rồi tiếp. Thì mình có cảm giác hình như sáu dáng sau nó cũng tương tự vậy hay sao các bạn ạ? À? Nó không có khác biệt hết. Giờ bà dán đầu nó giống như ba cái dán trước đó luôn các bạn, y chang nhau luôn, không khác gì luôn. Nó tiếp là vẫn thế. À, tới là mình phải canh sao mà mình đá cái biển ao vì nó lọt vô cái hố là được rồi. Vẫn thế à. Các bạn đấy. Điều
đầu tiên. Sau khi mình chơi á thì mình mới nhận ra đó là cái lỗi. Nãy giờ mình đẩy nó không ra được là do lỗi các bạn à. Phải, con game này mình đã gặp hai lỗi rồi nha các bạn. Rồi, con này được nè. Easy rồi. Rồi này được các bạn à, rồi đi chơi được chứ không lỗi nữa, còn quá. Thử xem. Nó tin con mẹ mà. What the fuck? Nó thế chơi ngôi sao luôn. Rồi được rồi, ngôi sao mình tách ra được luôn rồi. Bắt đầu thấy chán quá các bạn ơi. Và sau khi mình tải con game này về chơi á thì mình mới nhận ra được một điều, đó là con game này nó chỉ lặp lại được những trò chơi chính trong trò này thôi, bao gồm cái trò mà cắt lấy hình, rồi trò cái trò trốn với con búp bê nữa, rồi ra cái trò bắn bi nữa, nó có lặp lại thêm một cái vòng tuần hoàn. Thật sự mình rất là chán lắm rồi. Cộng thêm với việc á, tải con game này nè, mình đã lục trên xéo mình lên kể từ khi sau khi mình tải con game về này xong á, mình không thấy bóng dáng nó đâu hết cả. Mình thề luôn các bạn, mình không tìm thấy nó đâu hết. Cho nên á, mình nghĩ đây cái ám này là thật sự nó quá là lỗi luôn. Thề, mình quá là lỗi cho nên mình sẽ xin à. Xin vĩnh biệt cô. Đấy. Đấy, thật sự là mình thiệt quá là chán luôn. Ok, mình không nói nhiều nữa. Ok, tạm biệt các bạn nha. We'll be right back.